Bây giờ này các bác cứ bảo là muốn giữ gìn cái màn hình đúng không ạ? Đây, nhưng mà đây, cái màn hình từ năm sáu năm trước rồi ấy, thì cái màn hình nó chả có tính năng gì ngoài cái tính năng nghe nhạc bằng USB. Thì âm thanh thì nó vẫn đều đều như thế thôi chứ nó không có gì thay đổi. Và các bác nghe thì các bác muốn nghe USB thì cứ tải một cái USB khoảng 100 bài hát thì cứ nghe đi nghe lại đấy cũng chán đúng không ạ? Thì cái giải pháp nó đưa ra, em có thay cho các bác chủ đấy là một bộ màn hình Android của ZTEC. Đấy. Với cái bộ màn hình của Android của ZTEC thì hiện tại những cái tính năng chỉnh âm thanh đã được nâng cấp cao hơn này, công suất loa cho ra cao hơn này, nên nghe âm thanh nó sẽ được chi tiết hơn rất là nhiều. Và với cái cấu hình rất là cao, RAM 2GB, ROM 32 và chip 8 nhân cho anh em, đảm bảo cho anh em đủ để sử dụng như các tính năng như dẫn chỉ và cảnh báo này, dẫn đường này, ra lệnh giọng nói này, mở video này, anh em có thể xem đồng thời cùng lúc nhé. Và thứ hai là tính năng cảnh báo giao thông đã hỗ trợ trên chiếc màn Android rồi đấy. Mà khi anh em mà đi ngoài đường ấy thì cái tính năng cảnh báo giao thông nó rất là quan trọng. Nhiều lúc là đi quấm vượt này, nhiều lúc là đi quá tốc độ này, nhiều lúc là ra vào khu dân cư anh em không biết này, thì có chiếc màn hình Android này nó sẽ có những cái tính năng của cái phần mềm cảnh báo giao thông và nó sẽ hỗ trợ cho anh em. Ngoài ra ấy, khi mà anh em mua cái màn hình zin theo xe của anh em không thể tích hợp được camera hành trình, camera lùi vào cái xe, thì đồng bộ màn hình Android này nó sẽ có tính năng tích hợp bộ camera hành trình trực tiếp vào trên cái màn hình này, rất là nhỏ gọn. Đây anh em có thể thấy đấy ạ, chiếc camera hành trình sẽ được tích hợp thẳng vào trong chiếc kia, nhìn rất là gọn và thẩm mỹ và được tích hợp thẳng trực tiếp vào trong cái màn hình zin này của chiếc xe này. Đấy. Và chiếc cam lùi được tích hợp lên trước màn hình Android sẽ là cam lùi AHD độ phân giải cao cho anh em. Đấy. Thì chỉ lắp đặt thì lắp đặt zin. Đây nha anh em có thể thấy đây, trước Isuzu D-Max này thì cái có bộ dưỡng theo xe như này, cắm rắc zin cho anh em nhá. Anh em không phải đấu nối gì cả. Cắm trực tiếp vào như thế là xong, kết nối lên không mất zin cho anh em. Đấy, và rất là nhiều tính năng năng được hỗ trợ trên cái màn hình. Anh em còn chần chờ gì nữa mà không nâng cấp cho mình ngay một bộ màn hình Android để sử dụng trên xe của mình với nhiều cảnh báo giao thông, với nhiều tính năng giải trí. Đấy. Còn anh em nào mà chưa biết nâng cấp màn hình ở đâu á, hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhé.